Hello, Cảnh Trọng Audio xin chào tất cả anh em yêu âm thanh mọi miền trên đất quốc. Hôm nay mình xin giới thiệu một mẫu mixer Yamaha 03D, hàng made in Japan, hàng nội địa Nhật. Em này cực kỳ là hay, hay vượt ngưỡng so tầm giá tiền luôn. Mixer digital Yamaha thích hợp hai effect độc lập. Mình nói sơ qua, em này gồm thích hợp hai effect độc lập, mỗi kênh 100 chương trình effect, effect 1, effect 2. Anh em thích chỉnh effect ở đâu thì anh em ấn vào đây, đây vào đây chỉnh lên xuống. Anh em thường hay chọn một chương trình delay và một chương trình reverb. Effect digital độ tùy biến cực cao, anh em thích chỉnh một kênh effect nào lên thì anh em đẩy fader lên, đẩy fader lên. Muốn có effect kênh này thì anh em ấn vào effect 1, đẩy fader lên là có effect 1, effect 2 và rất nhiều tính năng thông minh khác. Cái quai, anh em thích chỉnh quai ở đâu thì anh em ấn vào nút select này, select 1, chỉnh quai 1, ấn quai nào chỉnh quai đấy. Hàng made in Japan, rất nhiều tính năng, cực kỳ thông minh, độ tùy biến cao, sử dụng bằng linh kiện cao cấp còn đặc thù của hãng. Đây mình quay mặt sau cho nhé. Hàng made in Japan, hôm nay mình xin giới thiệu sơ qua về em này. Đây là nút cộng trừ 26db, còn nút này là nút gain. Equalize, equi, low mi, hi mi, hi. Effect 1, effect 2. Đây là chỉnh màn hình. Chỉnh màn hình. Độ sáng của màn hình. Hôm nay mình xin giới thiệu qua về em nó và chương trình tiếp theo mình sẽ demo em nó. Chất âm nó rất là tuyệt vời luôn. Sau đây mình xin test phần kỹ thuật cho em nó. Mọi vấn đề về kỹ thuật anh em có thể liên hệ Cảnh Phạm Audio hỗ trợ kỹ thuật cho anh em. Với những vấn đề anh em chưa biết hết về chức năng của em này, cực kỳ thông minh, là mình giới thiệu sơ qua về phần test phần kỹ thuật của em nó. Con này cái sao tiếng của nó cực tốt luôn, nó là digital. Anh em hiểu rằng là cái độ digital của nó tùy biến là nó rất là cao và hiệu quả. Hôm sau mình sẽ test phần Volca cho em nó. Em quan tâm xin anh em quan tâm xin quan tâm kênh Cảnh Phạm Audio.
đây xin chào hẹn gặp lại anh em và các bác trong các chương trình tiếp theo lần sau.